Jennifer với mẹ Jennifer đó thì lúc nào cũng tìm cách để làm đẹp da từ trong ra, không phải lúc nào mình cũng cần dùng bỏ ra nhiều tiền để mua sản phẩm để làm đẹp da. Có nhiều lúc á, da mình đẹp tại vì những thức ăn mình ăn, mình uống nước nhiều và cũng đồng thời uống những loại vitamin và root, natural roots giống như là nghệ. So lúc mà Jennifer đã hiểu biết thêm về chất nhẹ đó thì Jennifer rất là thắc mắc là tại sao không có nhiều người lại uống nhẹ nữa. And so mấy tháng mấy tuần nay thì Jennifer thấy là da mình nó cũng sáng tươi ra, mình khỏe hơn trong mình. Thì of course results nó vary between person to person. Nhưng mà so far Jennifer cũng really thích. Thì Ngọc Nhi cũng có một thằng con trai là nó đang cái tuổi teen. Thì quý vị biết là nó rất khó ép nó uống đồ Việt Nam hay là ăn uống cái trái cây tươi. Thì thú vị lần đầu Nhi pha đó thì pha nghệ với mật ong thì cho nó uống thử thì nó hớp một cái con nhớ không? Năn nỉ nó uống thì khi nó uống xong bây giờ thú vị mỗi tối đó là nó lục đục tự nó pha cho nó uống và pha cho chị nó uống và thậm chí làm cho mẹ uống nữa chứ. Tại vì nó rất là dễ uống, nó không có cái mùi nồng giống như thường thường mình nghĩ tới nghệ là mình nghĩ tới lại thức ăn Ấn Độ và nó nồng sao. Nhưng mà thật ra lúc mà mình lấy cái tinh chất bột không đó thì nó không có nồng, rất là thơm. Thì quý vị thấy trên bàn đó là mình có hai cái màu nghệ, quý vị thấy đây là một cái màu đậm và cái màu lợt. Cái màu đậm này là bột nghệ thì không phải là tinh chất, và cái màu lợt này đó là tinh bột nghệ. Thì quý vị, tinh bột nghệ nó hoàn toàn không có mùi nghệ và rất là thơm, khi mình pha nước uống rất là ngon và dễ uống. Thì ở đây là Ngọc Nhi tự làm ở nhà, tại vì gia đình ở nhà làm chứ thôi mua thị trường nhưng không có tin, tại vì người ta có thể là vì cái lợi nhuận, có nhiều người ta trộn những cái là bột gạo hay là bột nếp hay là những cái loại bột bình thường rồi pha màu vào và ít bột nghệ lắm, còn tinh bột nghệ làm rất là cực. Có nghĩa rằng quý vị, cái công nghệ làm là phải để nó lóng cái nước xuống và lấy cái nước bột lóng đó đó làm khô lại, thì rất là cực và rất là hao nghệ, nhưng mà được cái là uống rất là ngon, rất là thơm. Và mấy ngày hôm nay thì có chia sẻ bạn bè uống ai cũng thích hết. Thì quý vị, đây là cái tinh bột nghệ, cái màu rất là lợt, và Ngọc Nhi với Jennifer sẽ làm quý vị một cái ly tinh bột nghệ thử như thế nào hả con? Con làm nha. Sau mỗi sáng á, thì trong khi Jennifer đang sửa soạn đi làm đó thì rất là dễ, mình để cho nước sôi, nước sôi xong rồi mình để ngoài cho nó ấm tí xíu. Mẹ rót giùm con, đừng đỡ nha. Mình có thể là pha với lại một tí nước lạnh ở ngoài. Bây giờ con thể con pha tí nước lạnh bên kia qua đi cho nó nguội bớt. Tại vì khi lúc mà mình bỏ any chất vô, nghệ hay là honey vô nước nóng á, tại vì nếu mà nó nóng quá đó thì mấy cái chất vitamin trong đó đó nó cũng bay đi hết, so mình muốn là nước cho nó ấm ấm thôi. Ok. Mà quý vị phải nhớ là phải pha cho nó ấm ra, pha với nước cho nó ấm ra, hoặc là quý vị để nguội tí nha. Ok. And then dùng là khoảng 1 tablespoon. Tablespoon tiếng Việt là một muỗng canh á, một ăn canh. Một muỗng canh. Giống vậy. Pha vô. Ok. Jennifer thì Jennifer thích bỏ một tí honey vô, nhưng mà honey ở ngoài thị trường á thì Jennifer không biết, nhưng mà quý vị biết á, nhưng mà trong năm nay nó có cái research là khoảng 90% cái honey mà quý vị mua ở ngoài thị trường á nó là fake honey, là nó là đường pha không, là honey giả đó quý vị. Honey giả. Honey pha rất là nhiều đường vào. Phải cẩn thận khi mà tìm cái loại đúng mật ong. So nếu mà quý vị không có lấy được honey thẳng từ rừng ra đó, giống như ở nhà Jennifer, gia đình ở dưới quê thì có những cái tổ ong đó, người ta mình mua mật ong nguyên chất, mình vắt lấy cái nước nó ra đó. Thì đem qua cho các con nó dùng. Còn ở đây quý vị có thể mua những cái loại mà mật ong mà organic, và nhớ là một cái hiệu tốt, bảo đảm mà đừng có đường nha quý vị nha. So quý vị có thể dùng, nó gọi là manuka honey. Manuka honey nó là 100% honey, thì nó là tốt nhất ở ngoài thị trường hiện giờ. Manuka thì nó không phải là cái hiệu, nó là cái loại honey thôi. So quý vị có thể mua là hiệu nào cũng được hết. Thì Jennifer thích là bỏ khoảng cũng 1 tablespoon. Nếu mà mình không muốn ngọt quá thì mình để ít hơn, nhưng mà thường thường 1 tablespoon là đủ rồi. Thì quý vị pha vô. Mà pha giùm con nữa. Quý vị, có nghĩa rằng đó là một muỗng cà phê nghệ và một muỗng cà phê mật ong pha trong một ly khoảng như đây nước ấm nha quý vị nha. Nó quý vị đều lên. Optional là nếu mà quý vị có thời gian nữa và có chanh ở nhà đó, thì lúc nào quý vị biết là chanh mình uống khi bữa sáng nó giúp là lành cái ruột của mình. Và nó giúp là tăng cái metabolism của mình lên để nguyên cả ngày mình khỏe, ruột mình khỏe và mình có thể tiếp tục burn fat nguyên cả ngày. Quý vị thấy đó, có nhiều bà người ta chỉ là sáng mình uống mật ong với chanh đó, với nước ấm đó, thì quý vị có thể được là giảm cân. Nhưng mà quý vị, nếu mà pha với nghệ vào nữa đó thì vừa giảm cân mà vừa đẹp da nữa, và vừa thứ nhất là
trị những cái bệnh Ngọc Nhi nói hồi nãy là chống viêm nhiễm bên trong cơ thể và làm mình rất là trẻ, thưa quý vị. Thì Jennifer thì nó hay bỏ tí chanh vô, Ngọc Nhi thì không có bỏ chanh. Yeah. Ngọc Nhi chỉ làm mật ong với lại nghệ thôi. Yeah. Và mấy đứa con kia của Ngọc Nhi nó cũng chỉ là mật ong với nghệ thôi, nó không có vắt chanh vào. Và đặc biệt nữa đó, là nếu mà bữa đó quý vị không có khỏe hay là có allergies bữa đó, thì ginger nếu mà được thì mình xay ra hoặc là mình sắc ra và để một vài ít ginger vô thì nó làm cho nó ngon hơn và đồng thời nó cũng có giúp cho sức khỏe luôn. Yeah. Quý vị khi quý vị lựa gừng đó để mà sắc vào thì nhớ là lựa củ gừng là già chứ đừng có lấy gừng non ha. Và cắt một vài lát mỏng thôi. Đó, vài lát mỏng, có người là không có uống cái xác được thì mình để vài lát mỏng, quý vị nào mà thích ăn cái xác đó thì là bầm nhỏ nhỏ để vào và nhớ là nếu mà bữa nào không khỏe để gừng vào hoặc là mình có thể uống là mật ong nè, nghệ nè, gừng nè, chanh nè, pha bốn thứ cũng được nhé, tùy theo khẩu vị của mình. Yeah, and so chỉ cần bao nhiêu ly đây thôi thì bữa sáng là trong khi Jennifer đang sửa soạn làm make up này kia thì Jennifer cứ tiếp tục uống nguyên cái ly này. Thì một lần Jennifer một nhà là Jennifer uống hai lần, bữa sáng lần và trước khi đi ngủ một lần nữa. Thì thường thường trong 1-2 tháng đầu á thì mình uống mỗi nhà vậy thôi, nhưng mà mình có thể giảm lên là một nhà một lần cũng được. Yes. So ngoài uống ra đó thì nghệ nó có rất là nhiều tác dụng cho làn da, nó có rất là nhiều lợi ích. Nó vừa là trị là mụn. Tại vì nó trong đó nó có chất gọi là anti-inflammation á, so nó làm cho dịu cái mụn mình xuống và nó làm cho là trị thẹo, tại vì nó có nhẹ là nó rất là tốt cho trắng da. Yeah, so nếu mà Jennifer sẽ chỉ quý vị hôm nay cách mình có thể làm mặt nạ nhẹ nhà, nó rất là dễ, nó chỉ cần vài món thôi. And then quý vị có thể thoa lên 1-2 lần một tuần để giúp cho trị thẹo, trị bụng và làm cho trắng cái làn da của mình. Thì thưa quý vị, cái mà nước nghệ Ngọc Nhi chỉ quý vị nãy giờ đó mà dùng uống đó, thì cái nghệ này đó là nó giúp cho quý vị ngăn được những cái bệnh như là mất trí nhớ hay là bị viêm khớp hay là chống lão hóa cho da, làm sáng da và trị bệnh vẩy nến. Rồi rất là nhiều bệnh Ngọc Nhi nói hồi nãy đó, làm đều màu da quý vị và đồng thời giúp quý vị giảm cân nữa. Nhưng nếu quý vị kết hợp một tuần mình đắp mặt nạ nghệ một lần thì rất là tốt cho bề mặt da. Quý vị nào mà bị da mà thẹo mụn lên lại quá nhiều hay là mình muốn cho cái da mình trẻ hoài đó thì mình có thể dùng mặt nạ nghệ, nhưng mà nhớ đó là quý vị lựa những cái loại bột nghệ mà đừng có đậm quá. Tại vì có một lần Ngọc Nhi chỉ người bạn về và cô ta đi mua bột nghệ không biết ở đâu không biết, mà cô ta sức lên mặt xong là mặt nạ đắp xong thì 2-3 ngày sau thưa quý vị không dám ra ngoài đường bởi vì cái mặt vàng nín rồi phải xin nghỉ làm mấy ngày luôn. Thì rất là nực cười, nhưng mà quý vị phải cẩn thận nha. Thì Ngọc Nhi, yeah, theo Ngọc Nhi recommend đó thì quý vị dùng tinh bột nghệ đi, tại vì nó tốt hơn bột nghệ nhưng mà nó lại không có cái màu cói mà ít lắm, dễ rửa lắm. Yeah. Thì đúng vậy, đừng có dùng cái bột nghệ đậm quá. Thì Jennifer con thể chỉ quý khách là cái cách mà rửa mặt khi bị dính bột nghệ lên bằng cái gì đó. Dạ. Yeah. Khi quý vị dùng mặt nạ nhẹ lên á thì quý vị cần một cái gọi là cái oil cleanser, là cái cleanser mà nó có chất dầu trong đó để cho nó tan ra cái nhẹ và nó không có để lại cái vết dạng lên da mặt. Cái giống như cái sữa rửa mặt chống lão hóa là cái Age Defense Cleanser của công ty Forever Beaumore, thì trong đó nó sẽ giúp là tan, nó cái gel trong đó nó sẽ giúp là tan ra cái nhẹ và quý vị có thể xả ra dễ hơn. Khi quý vị dùng mặt nạ nhẹ, quý vị nhớ là mang bao tay lên và mặc đồ mà quý vị đừng không có lo để màu trắng để không có lo để nó dơ, tại vì nếu mà nó lên đồ có lúc mình rửa ra không có được. So trước tiên là quý vị nhớ là rửa mặt cho sạch. Con lấy cái thao đó không pha được. Yeah. So trước tiên á là quý vị cần là khoảng 2 tablespoon cái bột nhẹ. Okay. Nhẹ đó ngoài giúp trắng da và trị mụn á, nó cũng giúp là tẩy tế bào chết của mình. Thì quý vị biết á là một tuần mình cần tẩy tế bào chết khoảng 1-2 lần để cái da chết của mình nó đi, để cho cái da mới nó có cơ hội để nó ra. Ngoài cái bột nhảy ra đó thì cái này cũng là optional nhưng mà Jennifer rất là thích, tại vì nó gọi là coconut yogurt, coconut milk yogurt, thì nó có rất là nhiều hiệu ở ngoài, nhưng mà Jennifer thích dùng một loại mà nó là organic để cho Jennifer biết những chất trong đó là nó là sạch. Quý vị nhìn lên cái hũ đó, nó có để là nó có là một cái gọi là cái hình trái dừa đó quý vị, của người Việt Nam mình đó. Thì yogurt nào mà nó có cái chất mà nước dừa trong này đó, coconut là nó là nước cốt dừa đó, thì rất là tốt. Quý vị nên tìm tất cả các tiệm bán ra đồ ăn trên nước Mỹ đều có hết nha quý vị ha. Yeah, coconut á, thì trong đây nó có rất là nhiều vitamin tốt cho moisturize cái làn da của quý vị nếu mà quý vị đang bị khô da. Nếu mà quý vị không có coconut milk thì quý vị có thể dùng sữa cũng được.
Nếu mà dùng sữa thì mình nên dùng almond milk hoặc là coconut milk để cho nó vẫn có cái vitamin trong đó. Thì cái này mình chỉ cần cũng khoảng 1 tablespoon đến 2 tablespoon cũng được nữa. Ok. Một tí chanh. Chanh rất là hay để cho trị mấy cái vết thẹo trên da. Và nó giúp là trắng da luôn, tại vì cái chất acid trong cái lemon. So cũng một ít thôi cũng được. Ok. Và một cái nữa là honey. Thì giống như Jennifer nói hồi nãy mình nên, nếu mà mình thoa lên mặt thì mình nên nhớ dùng là cái loại honey tốt. Thì cái này là mình chỉ cùng cần một muỗng thôi. Muỗng mật ong thôi quý vị. Mật ong á thì nó gọi là cái humectant. Humectant nó giúp là giữ cái độ ẩm trong làn da, thì nó vừa moisturize làn da và nó giúp là cũng trị mụn luôn và giữ cái da xuống. So nếu mà quý vị nào đang bị dưỡng da hoặc là da sensitive á, thì quý vị có thể dùng cái honey trong đó. Thì mình xin nhắc lại quý vị đó là 2 muỗng bột nghệ, tinh bột nghệ, rồi 2 muỗng yogurt mà có chất dầu dừa là gọi là nước cốt dừa, đó là coconut oil. Coconut đó quý vị, quý vị nhìn cái hũ thấy rất là rõ ràng ha, mua tất cả các chợ market của Mỹ đều có hết. Và một muỗng mật ong. Đó, quý vị mix lại và đổ thêm bột vào. Ok, và cuối cùng á, quý vị nên bỏ là flour vô. Thì flour, quý vị dùng loại flour nào cũng được. Nhưng mà cái flour chủ yếu là nó gom những cái ingredient lại thôi, để quý vị có thể thoa lên làn da và nó không có chảy và nó không có nhiễu đi. Jennifer, hôm nay không có, nhưng mà nếu mà quý vị có cơ hội đó, thì mình nên mua cái loại, nó gọi là garbanzo flour. Cái hoa garbanzo trong đó nó có rất là nhiều vitamin C. So nếu mà quý vị bỏ thêm cái đó vô cái mặt nạ thì quý vị có thể thêm vitamin C trong cái làn da. Nhưng mà thật sự ra thưa quý vị, Jennifer kỹ đó thì để thêm bột, cái Ngọc Nhi thấy đó là mình đánh như vậy không là con thấy không? Là đã không có cần bột tốn tiền. Ok. Vậy đủ rồi, giờ đưa mặt lại làm thử nha. No. Thử đi. Thưa quý vị, khi quý vị trộn là quý vị nhìn vào cây vào camera đó quý vị thấy nè. Nó đã đặc sệt tại vì nhờ mật ong đó con. Thì mẹ nghĩ đó là chắc mình không cần bột đâu, con nghĩ sao? Không cần bột. Đó, quý vị thấy không, rất là đặc, đã kẹo rồi, thì Ngọc Nhi nghĩ là cầm cây cỏ mình thoa lên được rồi. Cầm cây cỏ hoặc là mang bao tay lên thoa lên thì khi quý vị thoa lên thì mình để khoảng 15 đến 20 phút. Thì trong thời gian đó thì giống như Jennifer rất là thích coi phim Korean. Nó có tiếng Việt gọi là gì? Phim Hàn Quốc. Hiểu không đó? Con hiểu mà con coi. Không thì nó có tiếng Anh trên đó. Hàng chị hôm nay mà thấy tối nào cũng đóng cửa là sớm. Con đang coi phim gì? What's wrong with Secretary Kim? It's so good. Mẹ tính con mình mẹ ghiền chứ. No. Ok. Thì Jennifer đang mang make up lên. Thì thoa lên làm đá đi. Bây giờ có thể thoa lên tay con được không? Mẹ thử thoa lên tay con được không? Yeah. So quý vị thấy để trên mẹ đây. Mẹ thoa cho. Con thoa lên được rồi. So nó dày giống vậy nè quý vị. So mình thoa cả nguyên khuôn mặt một lớp mỏng hoặc là một lớp dày cũng được. Nhưng mà thoa lên nó rất là mát cái làn da. Thoa lên nó mát xuống nhiều lần. So nếu mà mấy bữa mà quý vị ra ngoài nắng á, hay là đi làm nhiều đó, thì mình có thể thoa nó lên. Thì nhớ là để khoảng 15-20 phút thôi, đừng có để qua 20 phút. Rồi coi không mình rửa mặt ra cái mặt mình sẽ rất là vàng. Quý vị nhớ là thoa là ngồi coi phim chứ đừng có nằm coi phim nha. Yeah. Lỡ mà lăn qua lăn lại dính cái gối hay là dính cái mền là giặt phiền lắm đó. Dạ, anh quý vị nhớ đó là trong lúc đầu nếu mà mình chưa dùng nhẹ qua, mình không có biết á, nếu mà nó phản ứng sao với làn da của mình á, thì mình nên thoa lên tay trước cho nó vài phút để coi nó có bị dị ứng gì hay không trước khi mình thoa lên mặt. Thưa quý vị, Ngọc Nhi nhớ là người ta chỉ là mình thoa lên tay, mình thoa cho cái mặt tay này của mình nè quý vị. Thì nếu mà nó diễn thấy liền hoặc là ở cái khuỷu tay của mình, hai chỗ này rất là nhạy cảm, vì thoa lên để khoảng vài phút, nếu mà nó không đỏ, không rát thì quý vị phải thoa lên mặt quý vị được. Dạ, thì sau khi quý vị rửa mặt ra rồi đó, nhớ rửa cho sạch. Giấy không? It's okay, I got it. Quý vị nhớ là rửa mặt cho sạch bằng cái oil cleanser. Dạ, Ngọc Nhi thấy mình chùi nó cũng ra rồi đây con, thấy không? Dạ. Yeah. Thưa quý vị, nó không bị vàng là bởi vì nó là tinh bột nghệ, nó mắc gấp mấy lần bột nghệ thông thường. Đó, thành ra quý vị có thể là dùng tinh bột nghệ là chắc ăn hơn. Nếu mà quý vị làm hơi dư đó thì quý vị có thể bỏ vô tủ lạnh đến một ngày, hai ngày thì qua bữa sau quý vị thoa lên một lần nữa cũng được nữa. Thì một tuần Jennifer recommend đó là mình thoa một đến hai lần. Nếu mà mình đang có những vết nám hoặc là những vết mụn thẹo thì trong vài tháng đầu cứ mỗi tuần 2-3 lần. Nếu mà quý vị dùng mỗi ngày đó thì từ từ nó cũng sẽ giúp là bay mấy cái lông trên da mặt ra luôn.
nó tẩy lông đúng không quý vị, thay vì quý vị phải đi bắn laser triệt lông. Dạ. Thì người Ấn Độ người ta thích xài cái này quý vị, tại sao không? Tại vì quý vị dùng thường xuyên mặt nạ nghệ thì nó giúp cho cái lông mặt của mình đó nó không có ra được, nó rất là mềm và từ từ nó triệt cái lông mặt của mình, nó không có ra nhiều nữa và nó mất đi những cái lông mặt, những cái râu mép của mình hay là những cái lông mặt mà phụ nữ hay đi xe lông mặt đúng không con? Dạ, yeah. Đau lắm. Con có đi làm thử qua rồi. Dạ. Yeah. Bên đây thì mình đi wax, bên Mỹ thì wax, nhưng mà Việt Nam thì hay đi xe đó quý vị. Thì quý vị dùng cái này thường cũng cũng có cái chức năng tốt cho cái lông mặt nó không không có mọc nhiều. Dạ. Yeah. Còn hiện giờ công ty Forever Beaumore đó thì công ty có cái loại là 100% nhẹ từ bên Nhật ra. Thì hiện giờ là có là sữa rửa mặt nhẹ. Sữa rửa mặt nhẹ và kem nhẹ. Thì sữa rửa mặt nhẹ đó rất là tốt cho những người mà da khô. Nó giúp là tạo ra cái dầu tốt cho cái làn da. So thường thường mình da dầu á, tại vì cái da mặt mình nó thiếu dầu nên cái da mình nó mới phát triển nhiều dầu thêm, bởi vì mình thấy bóng ở trên trán hoặc là bên hai gò má, bên lỗ mũi. Thì quý vị những quý vị mà da dầu đó thì nên rửa mặt bằng sữa rửa mặt nhẹ mỗi ngày 2 lần, sáng lần tối lần. Và Jennifer rất thích cái sữa rửa mặt nhẹ đó, tại vì mỗi lần mình dùng á, mình dùng một ít thôi, khoảng nửa đầu muỗng thôi. Và sau khi rửa mặt ra đó thì nó không có làm cảm thấy là chật chội cái da mặt của mình. Nửa đầu đũa chứ phải nửa đầu muỗng nha quý vị. Nửa đầu chứ này phải không có rành. Một đầu đũa thôi, nửa đầu muỗng là hao lắm. Dạ. Quý vị nặng một đầu đũa thôi hoặc nửa đầu đũa thôi là mình chà ra tay rồi thoa lên mặt thì nói control được cái oily. Những cái người mà da dầu đó rất là tốt cho sữa rửa mặt ngày này. Và quý vị nào có các con các cháu mà bị mụn tuổi thành niên, tuổi vị thành niên đó, dạ, thì xài sữa rửa mặt ngày này nó giúp không có tấy độc, không viêm nhiễm. Và hiện giờ sữa rửa mặt và kem nghệ của công ty Beaumore đó là đang đứng đầu ở thị trường hiện giờ, và cũng như đã giúp được hàng ngàn những cái em trẻ mà trị được mụn và làm cái da mặt mượt mà và không để lại thẹo rất là nhiều, mà rất là rẻ quý vị. Thay vì á, con thấy là bây giờ đi bác sĩ trị mụn á, nếu mà quý vị có thẻ bảo hiểm y tế tốn hàng mấy ngàn đô, đi hoài mà những loại thuốc sức rất là nặng, có nhiều người sức là nó bị lột da đó con, đúng không? Và thưa quý vị, chỉ cần tốn chỉ có 50 đồng thôi, 25 đồng sữa rửa mặt và 25 đồng kem nghệ, thì quý vị thấy là chỉ sau một tuần là hầu như là 60 đến 80% cái da mụn của con em quý vị đó nó đã không còn tấy độc nữa và từ từ nó hết đó. Dạ, tại vì thật ra khi Jennifer hồi trẻ đó có mụn đó, Jennifer bây giờ mới biết lại đó, thường thường mụn là tại vì da dầu, da mình không có sạch và of course cái hóc môn của mình. So nếu mà quý vị có thể làm cái mặt nó vừa sạch mà dùng cái chất nhẹ trong đó để nó giúp là đừng có đỏ cái da mặt, và nó là antibacterial đó, là nó tẩy mấy cái bacteria ra đó, thì cái da mặt mình nó sẽ sạch ra và từ từ nó sẽ đỡ mụn. Một cái nữa là cái kem nhẹ. So cái kem nhẹ này có nhiều người dùng không có đúng. Mình đừng có thoa cả nguyên khuôn mặt. Mình chỉ dùng chấm lên mấy vết mụn hoặc là thoa lên mấy vết mụn thôi. Thường Jennifer, nếu mà có bị breakout á, tại vì stress quá hay là uống trà sữa nhiều quá đó, thì qua bữa sau nó nổi lên, Jennifer có thể feel được rồi, thì mình chấm lên tí xíu, thì qua một bữa sau hoặc là hai bữa sau từ từ nó lạnh và nó làm lạnh cái vết thẹo của cái mụn luôn. Jennifer rất là thích. So một cặp vậy đó mình dùng rất là lâu, mình dùng được khoảng cả tháng hơn đó quý vị. Và quý vị thấy đó là hiện giờ đó là quý vị có thể dùng cái kem nghệ và sữa rửa mặt nghệ này là như các chị em mà mình đi làm cái nghề nail đó con. Dạ. Thì mấy chị da dầu đó thì cái bụi nó bám lên da dữ lắm, mà rửa sữa rửa mặt thường không được đâu quý vị. Dùng sữa rửa mặt nghệ rửa thì nó lấy đi hết những cái cặn bã chất bẩn trên da, và đồng thời nó ngăn ngừa là cái sự lây lan hay là cái sự phát triển của vi trùng lên da mặt mình đó. Rồi cái kem nghệ này đó thì nếu quý vị thoa lên cả khuôn mặt, nếu quý vị nào bị nặng mà nhiều quá đó, bị mụn nhiều thì có thể thoa lên hết mặt, nhưng mà quý vị không bị nhiều thì nên chấm thôi. Tại vì mình sức nhiều lên nó sẽ làm cho mình cảm thấy là không, những chỗ không có mình sức làm chi cho nó uổng tiền mà nó lại không có tốt nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Thì cho những trẻ em mà bị mụn nhiều đó, hoặc là tới tuổi thì phải có mụn thôi, nhưng mà mình có thể giúp là giảm lại bằng cách là uống nhẹ bột nhẹ bữa sáng và bữa tối, để cho nó không để cho nó đừng có nóng trong mình quá, và dùng sữa rửa mặt nhẹ và kem nhẹ thì cái đó là tốt nhất cho những trẻ em, tại vì một nó không có làm cho khô da, và hai nữa đó nó rất là nhẹ cho những làn da của các em. Thì thưa quý vị, cái bột nghệ đó, trở lại vấn đề tinh bột nghệ để mà uống đó, thì nếu quý vị có con em đang bị mụn thì mình cho uống kết hợp với lại xài sữa rửa mặt nghệ và kem nghệ thì rất là tốt, rất là tốt cho da. Còn nếu quý vị nào mà khoảng từ 30-40 trở lên mà mình muốn cho giữ cái làn da mình đẹp để sau này không có bị nám hay là không bị lão hóa, thì ngay từ bây giờ quý vị cũng nên uống
rồi hoặc là quý vị nào lớn tuổi mà bị viêm khớp hay đau khớp mà ngăn ngừa những cái bệnh mất trí nhớ về già thì mình cũng nên uống. Thì quý vị nhớ là hãy dùng tinh bột nghệ. Thì quý vị có công ty Beaumore cũng chuẩn bị là cho ra thị trường những cái tinh bột nghệ nguyên chất mà chúng tôi làm 100% từ organic để phân phối cho quý vị, nhưng mà hiện giờ là có rất là ít, chỉ phân phối cho những cái khách quen thôi chứ không có đủ số lượng nhiều, tại vì làm không có kịp đó quý vị. Thì quý vị có liên lạc trong cái inbox cho chúng tôi ở cái livestream này thì chúng tôi sẽ khoảng một tuần nữa sẽ có hàng đến, và khoảng chỉ có được mấy chục người thôi, thì mình sẽ gửi cho quý vị. Và một bịch 1 kg đó quý vị sẽ xài được khoảng tới mấy tháng, là tại vì một ngày quý vị xài có một muỗng như vậy thôi đó, thì rất là lâu và rất là tốt và an toàn 100%. Cảm ơn những quý vị đã theo dõi Forever Beaumore livestream trong mấy tháng nay. Thì sau đây thì cái new series gọi là In Your Skin with Forever Beaumore đó, thì Jennifer với lại mẹ Jennifer, Miss Ngọc Nhi chị đi, Jennifer với chị đi, chị Ngọc Nhi sẽ tiếp tục tìm ra những cái do it yourself, là các cách làm đẹp từ ở nhà ra. So, giống như hôm nay dùng bột nghệ, những đồ mà quý vị có thể tìm trong cái kitchen của quý vị rồi để làm đẹp da. Tại vì mặt nạ, yes, nếu mà mình mua một miếng mặt nạ đó thì nó tuyển hơn. Không phải là ai cũng có thời giờ để làm giống như do it yourself at home. Nhưng mà nếu mà mình có thời gian á, thì giống như Jennifer lúc mà mình làm cái mặt nạ dễ, mình thấy really fun. So tuần sau trở lại đó thì... cũng thứ năm nữa phải không con? Cũng thứ năm nữa. Thì lần sau mình sẽ nói về cái gì? Bí mật đi. Bí mật. Quý vị, tuần sau thì hai mẹ con sẽ làm một cái show, nghĩa là mỗi tuần một lần. Thì Ngọc Nhi và con gái sẽ làm những cái show và chỉ quý vị cách nấu những thức uống nào mà trị nám hay là trị bệnh gì đó về da. Thì mỗi tuần là một cái chương trình khác nhau vào ngày thứ năm, vào lúc 5 giờ rưỡi chiều. Yeah. Thì tuần sau mời quý vị đón xem. Và cái bí mật thường hé lộ tí xíu thôi là chỉ quý vị là cách trị nám cũng bằng những cái và trị tái độc nữa quý vị. Đó thì hẹn thứ năm tuần sau. Yeah. Quý vị nhớ là nếu mà quý vị thích cái video này, please like, share trên cái page của quý vị, và nhớ comment ở dưới cái video. Nếu mà quý vị có ý kiến gì hay những câu hỏi gì để lần sau Jennifer với lại mẹ Jennifer sẽ có cơ hội để trả lời. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Yeah, thanks so much. Bye.